Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn quất thế trồng trên nền đất. Vườn quất thế này thuộc hàng nhỏ và vườn này có khoảng tầm 450 đến 470 cây. Có địa chỉ tại thôn Trấn Đông, xã Hòa Long, huyện Mỹ, tỉnh Nghiên các bạn nhé. Và mình tiếp tục để số điện thoại của chủ vườn. Nếu quý vị và các bạn có muốn mua thì các bạn điện trực tiếp vào số máy đó và hỏi về giá của cái vườn quất này. Cây quất thế trồng trên nền đất này thì rất là khỏe. Từ giờ đến tháng 12 nó sẽ ra một lớp lọc hoa nữa thì nhìn cây sẽ thêm to đẹp. Là mình dẫn quý vị và các bạn đi một vòng để tham quan cái vườn quất này.